Kính chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón vành hình hoa xinh xắn như thế này. Phần vành nón thì mình sẽ móc những cái cánh hoa xếp lớp với nhau. Bên dưới nè. Bên trên thì mình có trang trí thêm tai cũng như là nơ giúp cho phần thân nón thêm xinh xắn hơn. Mẫu này các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Mình sử dụng sợi dệt màu trơn và kim 2,5mm để móc cho phần thân nón của mình nó có form đứng cứng cáp hơn ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn rồi, nắm sợi len ngắn cuốc thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu ha. Móc vào 2 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên nè và móc đơn thứ hai. Sau đó làm tương tự cho mình cho 5 chân còn lại, mỗi chân cứ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ sáu cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Sau khi hoàn tất cho mình được vòng móc thứ hai, mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn, tạo ra 12 chân cho vòng móc kế tiếp. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc vòng ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Từ vòng móc thứ ba trở đi mình sẽ sử dụng mũi kép đơn nên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích ha. Cuốc thật mạnh lại thì cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại nè. Vòng móc thứ ba mình sử dụng mũi kép đơn. Ta có 12 chân của vòng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên cũng là cái chân mình vừa kết thúc cái mũi dời ở vòng phía dưới nè. Móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ hai vào cùng chân móc ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân mình sẽ có 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân thứ hai móc 2 kép đơn nè. Tiếp tục chân thứ ba cũng móc 2 kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết ha. Chân cuối cùng cũng móc 2 mũi kép đơn nè. Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng, ta sẽ có tổng cộng là 24 mũi kép đơn ha. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây là mũi kép đơn thì chân móc sẽ nằm trên đầu của nó ha. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Thì cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng ra rồi nè. Vòng kế tiếp móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn. Cũng là cái chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha. Móc một mũi kép đơn vào chân đó. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân kế bên sẽ móc cho mình mũi tăng, tức là móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Mình sẽ có mũi tăng ở đây ha. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Một mũi kép đơn, sau đó là mũi tăng nè. Các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha. Một mũi kép đơn vào chân kế bên. Chân kế tiếp sẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc, là mũi tăng á. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba ha. Một kép đơn. Sau đó là 2 kép đơn vào cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm thứ ba. Cụm móc thứ 12 sẽ nằm ở 2 chân móc cuối cùng ha. Đây là cụm 11 nè.
Và tiếp tục cụm 12 sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng. Một kép đơn, sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Hoàn tất được vòng móc này, mình sẽ tăng tổng cộng là 12 mũi móc cho vòng móc này, tức mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc bên trên. Vòng móc bên trên của mình là có một kép đơn lẻ. Một kép đơn lẻ mỗi chân, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Đây, một kép đơn lẻ nè. Thì vòng kế tiếp các bạn tăng tận tiến cho mình số mũi kép đơn lẻ, mình sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân ha. Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên nè, và mũi thứ hai vào chân thứ hai. Khi có được hai mũi kép đơn tăng một mũi so với cái vòng phía dưới rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng ha. Mũi tăng là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc á. Kép đơn đầu tiên nè. Và kép đơn thứ hai vào cùng chân móc ha. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mình sẽ có là mũi kép đơn vào chân đầu tiên. Chân thứ hai một mũi kép đơn. Sau đó sẽ là mũi tăng vào chân kế tiếp ha. Mũi tăng là hai mũi kép đơn móc vào cùng chân móc nè. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai, móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Móc đến cuối vòng thì cụm thứ 12 sẽ nằm ở ba chân cuối cùng nè. Hai mũi kép đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc ha. Hoàn tất được vòng móc này, mình cũng có tổng cộng là 12 cụm móc như thế này, tăng được 12 mũi. Kết thúc vòng móc này ha. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nó sẽ giúp cho vòng tròn nó có cái độ rộng ra hơn. Mỗi vòng móc mình sẽ tăng được 12 mũi. Thì tăng 12 mũi tức là mình sẽ có được 12 cái chân móc có hai mũi kép đơn vào cùng chân móc cho mỗi vòng nè. Đây, thì vòng này cũng có 12 điểm có hai mũi kép đơn ha. Các vòng móc kế tiếp thì mình cũng làm tương tự, tăng tận tiến số mũi kép đơn lẻ lên một mũi cho từng vòng móc. Thì vòng này có hai mũi kép đơn mỗi chân rồi nè, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân, tức là hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng tận tiến cho mình số mũi kép đơn lẻ lên, mình sẽ có ba mũi mỗi chân ha. Chân đầu tiên nè, chân thứ hai và chân thứ ba. Có được ba mũi kép đơn ở mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là mũi tăng ha, là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Thì như vậy là hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Các hàng móc kế tiếp thì cứ tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ lên ha. Ví dụ như hàng này 3 mũi thì hàng kế tiếp sẽ là 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi và xen kẽ sẽ là cái mũi tăng ha. Mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc đến khi nào mà cái vòng tròn này nó đạt được cái độ rộng với size các bạn cần móc là được ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách canh size ha. Sau khi đã móc thêm nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của thân nó đã có cái độ rộng ra rồi nè. Khi mà các bạn cảm thấy cái vòng tròn này nó sắp xỉ bằng với cái vòng đầu của size các bạn cần móc rồi thì các bạn cần phải đo size cho mình nè. Để ý cho mình ở mỗi vòng móc, cứ mỗi vòng móc mình sẽ có 12 cái điểm có hai mũi vào cùng chân móc nè. Đây là điểm thứ hai nè, điểm thứ ba, điểm thứ tư nè, điểm thứ năm, điểm thứ sáu, điểm thứ bảy, điểm móc thứ tám, điểm thứ chín, 10, 11 và 12. Tức là mỗi vòng móc mình tăng được 12 mũi móc. Thì nếu mà mỗi vòng móc mình cứ tăng như vậy nè, đến cái vòng gần cuối cùng rồi á, sát với cái số đo vòng đầu rồi á, mà mình tăng 12 mũi như vậy, nó sẽ bị rộng quá so với size các bạn cần móc ha. Thì các bạn cần phải canh size nè. Ta sẽ canh cho cái form nón vừa phải nè, do chất len của mình nó hơi có độ co giãn cho nên các bạn sẽ canh cho mình cái vòng tròn nó có độ vừa phải. Sau đó mình sẽ sử dụng thước dây để mình đo ha. Có 3 cách để các bạn có thể canh size nè. Mình sẽ đặt cái phần thân nón ở bên trong xuống phía dưới. Các bạn sẽ đo cho mình đường kính từ điểm bên này qua tới điểm đối diện ha. Đường kính tức là cái điểm đi ngang qua tâm nè. Khi đã có được số đo của đường kính rồi, mình sẽ lấy cái đường kính này nhân cho 3,14. Thì mình sẽ có được cái kích thước của vòng ngoài cùng mà mình có là bao nhiêu. Đây là cách đầu tiên ha. Thì các bạn cũng có thể đo cho mình sắp xỉ size thôi chứ nó không có phải là quá chính xác lắm ha.
Hoặc là cách thứ hai nè, sử dụng cho mình 1 cm của thước dây. Các bạn sẽ đo cho mình vào mũi móc. 1 cm của mình tương đương với bao nhiêu mũi móc? Ví dụ ở đây của mình là 2 mũi móc nè. Thì các bạn sẽ lấy cho mình số đo vòng đầu của size các bạn cần móc, nhân cho số mũi móc của 1 cm này. Ra được bao nhiêu mũi thì cái bấy nhiêu mũi đó sẽ là cái hàng cuối cùng mà mình có được cho cái size vòng đầu ha. Đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba, các bạn sẽ lật cho mình cái mặt trái của sản phẩm ra. Mình sẽ sử dụng thước dây và mình đo một vòng quanh ở phía ngoài này nè. Đo từ cái điểm mình bắt đầu ha. Do chất len của mình nó có độ co giãn cho nên các bạn sẽ đo cho nó vừa tầm thôi ha. Và cái số đo này nó sẽ xấp xỉ chứ không có hoàn toàn chính xác. Sau khi mình đã có được kích thước của cái vòng tròn này rồi, đến cái điểm cuối cùng rồi nè, mình sẽ có được cái size vòng đầu này rồi, size cái vòng nón này rồi ha. Thì những bạn nào mà muốn tăng giảm size, các bạn sẽ tiếp tục tăng giảm cho mình ở cái vòng tiếp theo. Ở các cái vòng móc bên trên, mỗi vòng móc mình sẽ tăng 12 mũi. Các bạn sẽ đếm cho mình 12 mũi móc và mình sử dụng thước dây để mình đo. Thì 12 cái mũi móc này của mình nó tương đương vấp xỉ là 6 cm nè. Thì cứ mỗi vòng móc mà các bạn cứ tăng 6 cm như vậy á, thì nhiều size nó sẽ bị rộng quá hơn so với cái size vòng đầu các bạn cần móc. Cho nên ở cái vòng móc kế tiếp các bạn có thể giảm cho mình ít hơn cái 12 mũi này nè. Thì mình sẽ móc ví dụ cho các bạn xem ha. Như vòng móc mà mình đang hoàn tất ở đây nè, mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi kép đơn mỗi chân, sau đó là 1 mũi tăng ha. Đây, 5 mũi kép đơn mỗi chân. Thì vòng móc kế tiếp tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ lên, mình sẽ có 6 mũi kép đơn mỗi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Có được 6 mũi mỗi chân rồi, nếu mà hàng này các bạn tăng đều thì cái chân kế tiếp mình sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Mình sẽ tăng tịnh tiến được số mũi kép đơn lẻ rồi nè. Thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi kép đơn. Thì làm theo công thức thì ở cái cụm này mình sẽ móc bình thường ha, tăng tịnh tiến nè. Còn khi mà các bạn muốn giảm cho mình ít hơn cái số 12 mũi đó thì cụm tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình đều, tức là mình sẽ không có cái chân móc có 2 mũi kép đơn. Các bạn cứ móc đều cho mình, mỗi chân là 1 mũi kép đơn ha. Đây, thì như vậy là ở cái điểm này nè, lẽ ra là nó phải tăng mũi nhưng ở đây mình muốn tăng ít hơn cho nên ở đây mình sẽ không có móc vào đây 2 mũi kép đơn ha. Sau đó các bạn có thể làm tiếp tục cho mình, cụm kế tiếp sẽ móc bình thường, sau đó cụm kế tiếp nữa mình không có cái mũi tăng. Hoặc là các bạn có thể tăng ít hơn, mình có thể điều chỉnh cái số mũi kép đơn móc vào cùng chân móc á. Và để cho cái vòng tròn nón của mình nó được đều hơn, nếu các bạn chỉ muốn tăng 2 mũi cho cái vòng móc này thì các bạn sẽ tăng cho mình ở 2 điểm đối diện, cho cái phần vòng tròn của nón nó được đều hơn ha. Nếu mà tăng 3 mũi thì các bạn sẽ chọn cho mình 3 điểm mình tăng thành hình tam giác như thế này. Tăng 4 mũi thì mình chọn ra 4 điểm tạo ra một hình vuông ha. Hoặc là tăng nhiều hơn thì các bạn có thể canh chỉnh cho mình làm sao cho nó đều với lại cái vòng tròn nón, giúp cho vòng tròn nón của mình nó không có bị móp méo ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được hàng tăng ít hơn 12 mũi móc nè, ở đây mình có cụm này mình móc bình thường nè, tức là mình sẽ có 1 điểm tăng ở đây ha. Sau đó kế tiếp cụm này mình không tăng nè. Tiếp tục các bạn đếm cho mình cái số mũi mà mình tăng ở đây ha. Điểm tăng thứ hai nè. Tiếp tục điểm tăng thứ ba nè. Điểm tăng thứ tư nè. Điểm tăng thứ năm. Tiếp tục điểm tăng thứ sáu. Và điểm tăng thứ bảy. Mình chỉ tăng 7 mũi cho cái vòng móc này thôi, thay vì tăng 12 mũi như các vòng móc bên trên ha. Thì cái số đo của cái vòng cuối cùng này của mình nè, nó sẽ tăng ít hơn 6 cm. Nó sẽ giúp cho vòng tròn này nó có cái độ bo lại một tí, vừa sát với lại cái vòng đầu ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái hàng tăng ít hơn 12 mũi rồi thì các bạn có thể đo lại thêm một lần nữa. Mình sẽ lật mặt trái của sản phẩm ra, sau đó sử dụng thước dây và mình sẽ đo tương tự như cách mà mình hướng dẫn ha. Đo từ cái điểm mà mình bắt đầu móc nè. Nhớ là canh chỉnh cho cái mũi móc của mình nó đều lại. Sau đó đo từ cái điểm mà mình bắt đầu ha. Đo sắp xỉ thôi,
chứ không phải là cái số đo quá chính xác nha. Các bạn sẽ đo cho mình đến cái điểm mà mình vừa bắt đầu luôn á. Ban đầu cái vòng tròn nón của mình là 40 cm, mình tăng thêm 7 mũi mình sẽ có được tổng cộng là 43, gần 44 cm ha. Mình tăng ít hơn 6 cm rồi nè, nó đã vừa với size đầu mà các bạn cần móc rồi. Các bạn có thể dựa cho mình theo cái cách đo này, mình có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được ha. Cứ tăng đều cho đến khi mình đạt được cái số đo sắp xỉ là được. Bây giờ mình sẽ móc phần thân dưới nè. Thì để móc phần thân dưới các bạn không cần phải tăng size. Mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc đều tức là mình sẽ không có cái chân móc nào mà có hai mũi cùng chân móc nha. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi mình gặp đôi cái phần thân nón lại. Ta sẽ đạt được cái chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng. Nó bằng chiều cao từ đỉnh đầu cho đến phía trên tay là được nha. Chiều cao này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo chiều cao cho phù hợp. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc đạt được chiều cao từ phần đỉnh nón cho đến cái hàng cuối cùng bằng chiều cao từ đỉnh đầu đến trên tay rồi, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn để mình cố định lại cái đường móc của mình ha. Do cái mũi kép đơn khi sử dụng lâu dài nó sẽ dễ giãn hơn là cái mũi móc đơn, cho nên các bạn sẽ đóng lại cho mình bằng một hàng mũi móc đơn ha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó mình sẽ móc lần lượt vào các chân móc, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Sau khi đã hoàn tất được hàng mũi móc đơn cho đến cuối thì đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Mình sẽ thay màu để tạo cái phần vành ở các cái màu khác ha. Dẫu len thừa vào trong mũi móc nè, ta sẽ có được form nón như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần bèo. Đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được ở cái vòng cuối cùng này là bao nhiêu mũi. Ở đây mình tạo ra 8 cánh hoa cho cái phần vành của mình, cho nên các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi đó chia cho 8. Ở đây ví dụ của mình được 91 mũi nè, chia cho 8 mình sẽ được 11 và dư 3 mũi. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số nguyên 11 đó ha. Sau đó mình sẽ đếm từ đây qua là 11 mũi nè. 11 mũi ha, đánh dấu vào chân thứ 11. Sau đó tiếp tục từ chân kế bên của cái mũi mình đánh dấu, các bạn tiếp tục đếm cho mình 11 mũi. Đánh dấu vào chân thứ 11 ha. Và làm tương tự cho mình cho đến hết. Từ cái chân mình đánh dấu, cái chân kế bên chân mình đánh dấu, các bạn đếm cho mình 11 mũi. Hoặc là đếm bằng cái số kích thước mà các bạn chia được ha. Ở đây của mình dư 3 mũi nè, nên những cái cánh cuối cùng các bạn có thể chia 3 mũi đó ra cho các cái cánh cuối cùng ha. Thì ví dụ như những cánh cuối cùng các bạn có thể sắp xỉ nhấc lên cho mình một mũi, mình có 12 mũi cho mỗi cánh cũng được. Hoặc là tùy theo size các bạn móc mà các bạn chia đều cho mình ở những cái cánh cuối cùng ra nha. Tùy vào cái số dư mà mình chia được, mình sẽ chia cho bấy nhiêu cánh nha. Ở đây mình có 3 mũi dư thì mình sẽ chia cho 3 cánh cuối cùng. Mỗi cánh nó sẽ là 12 mũi móc. Lúc này còn lại những cái mũi móc cuối cùng rồi nè, có cái sợi len thừa rồi mình không cần phải đánh dấu vào đây ha. Ta sẽ chia ra được tổng cộng là 8 cái cánh như thế này. Bây giờ mình sẽ móc phần cánh. Chọn cho mình một cái khoảng cách cánh bất kỳ. Sau đó các bạn lấy cho mình một màu len khác ha. Ở sợi len đó các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, mình sẽ chọn một cái khoảng cách cánh. Thì các bạn sẽ chia cho mình cái cánh đầu tiên nè. Cánh đầu tiên là giữa hai cái điểm mà mình đánh dấu này. Mình sẽ chia đôi cái số mũi móc của cái cánh đầu tiên này ra. Thì ở đây của mình 11 mũi, các bạn có thể lấy cho mình 5 hoặc là 6 mũi đầu tiên ha. Sau đó ở một nửa đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm ở bên dưới. Đây, đường móc nằm ở bên dưới nè. Mỗi chân móc nó có hai đường móc thì đâm kim vào đường bên dưới ha. Sau đó kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Thì đây là chân móc đầu tiên mình móc rồi nè. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc vào đường nằm bên dưới, móc cho mình mũi kép đơn. Chân thứ ba cũng móc mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới.
Tiếp tục chân thứ tư cũng tương tự, một mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới. Chân thứ năm cũng móc một mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới. Và chân thứ sáu cũng móc một mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới luôn ha. Sau khi đã móc được cho mình 6 chân móc đó, được 5 mũi kép đơn và 2 xích đầu tiên rồi nè, mình có được một nửa của cái cánh rồi ha. Thì nửa còn lại của cánh này các bạn sẽ móc luôn vào chân móc chứ không cần phải móc vào đường bên dưới. Và mình sẽ hạ cái chiều cao của cái mũi móc này. Thì còn lại 5 chân móc các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân móc. Mỗi chân móc cho mình một mũi nửa kép ha, hạ độ cao của mũi móc nè. Tức là mình sẽ móc mũi nửa kép và móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên dưới nữa nha. Ta có nửa kép đầu tiên nè. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai. Móc luôn vào chân móc nha. Khi móc nhớ giấu lên thừa nha. Tiếp tục mũi nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm. Và cái mũi cuối cùng nó sẽ nằm ở cái chân mà mình đánh dấu ha. Đây là cái chân của cái cánh mà mình tạo luôn nè. Sau khi đã hạ được độ cao của mũi móc và móc cho mình được cái độ rộng của cái phần cánh này rồi, tiếp tục các bạn sẽ lấn cho mình qua cái cánh thứ hai ha. Ở đây mình móc 6 mũi, 6 cái chân móc đầu tiên mình móc vào cái đường nằm bên dưới của cánh này rồi, thì các bạn sẽ lấn cho mình qua cánh tiếp theo cũng 6 chân móc luôn. Nhưng mà khác với lại cái điểm đầu tiên mình móc vào đường nằm bên dưới, thì cái điểm lấn các bạn sẽ móc cho mình vào cái đường nóc nằm bên trên ha. Mình cũng móc 6 mũi kép đơn vào 6 chân và đường nằm bên trên của cái cánh bên cạnh ha. Mũi đầu tiên nè, ta sử dụng mũi kép đơn để tăng chiều cao của mũi móc nha. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào chân thứ hai vào đường nằm bên trên nhé. Kép đơn thứ ba vào đường nằm bên trên nè. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu vào chân thứ sáu. Như vậy là tổng số mũi móc mà mình lấn nó sẽ bằng với tổng số mũi móc mà mình có ở bên này và cái đường nằm bên dưới nha. Ta hoàn tất được cái hàng đầu tiên của cái phần cánh rồi nè, thì móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình đã có những cái chân móc cụ thể của cánh rồi, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên một mũi kép đơn nè. Sau đó móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, móc lên 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp làm tương tự như hàng mình vừa móc, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình sắp xỉ đạt được cái độ rộng của phần vành ha. Chừa cho mình 2 hàng móc cuối cùng để mình giảm mũi. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 3 hàng móc cho cái phần cánh rồi, thì 2 hàng móc kế tiếp mình sẽ giảm mũi cho phần cánh của mình nó có độ bo lại. Tùy vào size mà các bạn sẽ móc cho mình cái số hàng móc này cho cái phù hợp hơn ha. Mình có thể móc nhiều hơn 3 hàng móc này tùy vào size. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Còn 2 hàng móc để tạo độ bo cho phần cánh thì các bạn sẽ giảm cho mình mũi đầu tiên. Tức là chân đầu tiên mình sẽ không móc vào chân đầu tiên mà mình móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Như vậy là điểm đầu tiên mình đã giảm đi được một mũi rồi. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn và chừa cho mình 2 chân móc cuối cùng. Khi móc đến cái mũi kép đơn và chừa 2 chân móc cuối cùng rồi thì 2 chân móc này mình sẽ chụm lại thành một mũi ha. Cách chụm nè, lấy len sau đó đâm kim vào chân kế cuối, kéo len và kéo qua 2 đường trên kim. Sau đó tiếp tục lấy len lần thứ 2 và đâm kim vào chân cuối cùng, kéo len, kéo qua 2 đường trên kim. Sau đó kéo len qua hết 3 đường trên kim. Như vậy là ở đây mình cũng giảm đi được một mũi ha, 2 chân phía dưới chụm lại thành một mũi nè, ta giảm được mũi đầu và mũi cuối. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này sẽ làm tương tự như hàng bên dưới, tức bỏ chân đầu và chân cuối cùng. Móc vào chân thứ 2 một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi kép đơn và chừa 2 chân móc cuối cùng để chụm mũi nha. Khi móc đến cuối hàng còn 2 chân cuối cùng thì mình cũng chụm mũi tương tự như cái mũi chụm ở hàng bên trên ha. Lấy len và lần lượt đâm kim vào 2 chân móc. Sau đó kéo len qua hết 3 đường trên kim. Ta sẽ có được cái phần cánh với cái độ bo như thế này. Đến đây thì các bạn sẽ tiến hành cắt len. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc cái cánh tiếp theo ha. Mình sẽ tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút.
làm tương tự như cái cánh đầu tiên. Đẩy cái phần cánh này ra phía ngoài nè, mình sẽ có 6 cái chân móc mà mình móc lấn qua cái cánh này nè. Thì 6 cái chân móc đó với cái chân móc đến mũi mà mình đánh dấu, nó sẽ là khoảng cách của cánh thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào cái chân của cái mũi nằm bên dưới nè, là cái mũi mà mình lấn đầu tiên ha. Sau đó các bạn tiến hành đưa cho mình nút qua cái chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Lúc này mình sẽ lặp lại giống như cái hàng đầu tiên của cánh đầu tiên. Chân đầu tiên đã móc rồi nè, thì tiếp tục chân thứ hai móc 1 mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới. Chân thứ ba cũng móc mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới. Chân thứ tư móc tương tự. Chân thứ năm cũng móc mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới. Và chân thứ sáu tương tự ha, mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới. Hoàn tất được 6 mũi rồi nè, 6 mũi bằng với cái kích thước của cái mũi đầu tiên mà mình tạo ở đây. Thì bây giờ mình sẽ hạ độ cao của mũi móc. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi nửa kép vào các cái chân móc còn lại của cánh ha. Và lúc này mũi nửa kép mình sẽ móc luôn vào chân móc nha. Chân mình đánh dấu cũng là cái chân thuộc cái cánh này nè, móc vào đó cho mình một mũi nửa kép. Sau khi đã hạ được độ cao của cái phần mũi móc của mình rồi nè, thì cừ cánh này các bạn tiếp tục lấn cho mình 6 cái chân móc qua cánh tiếp theo. Thì điểm lấn tương tự như cái cách mà các bạn lấn ở cái cánh đầu tiên nè. Mình sẽ đâm kim vào đường nằm ở bên trên như thế này, chứ không đâm kim vào đường nằm bên dưới nha. Điểm đầu tiên mình có bao nhiêu chân móc móc vào đường nằm bên dưới, thì bây giờ các bạn lấn cho mình bấy nhiêu mũi và móc vào đường nằm bên trên. Mình sẽ có 6 mũi nè. Kép đơn đầu tiên nè. Kép đơn thứ hai vào đường nằm bên trên ha. Tiếp tục kép đơn thứ ba cũng vào đường nằm bên trên. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu cũng vào đường nằm bên trên luôn ha. Như vậy là ta đã có được cái hàng đầu tiên của cánh thứ hai và nó đã giống như cái hàng đầu tiên của cánh đầu tiên rồi ha. Thì tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự giống như cánh đầu tiên. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái cánh thứ hai bằng với kích thước của cánh đầu tiên, nó sẽ xếp lớp với nhau như thế này. Thì đến cánh thứ ba tương tự, các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình tiếp tục đẩy cái cánh thứ hai ra phía ngoài nè, thì nó sẽ lộ ra 6 cái chân móc mà mình lấn. Mình sẽ có 6 cái đường móc nằm bên dưới ha. Thì các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình giống như cái cánh mà mình vừa làm. Đâm kim vào chân đầu tiên, kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó lần lượt móc các cái mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới của các chân móc ha, là cái đường mà mình chừa ra nè. Chân thứ ba nè, chân thứ tư nè, tiếp tục chân thứ năm và chân thứ sáu. Sau khi đã có được 6 cái chân móc đầu tiên rồi, nằm ở bên dưới của cánh thứ hai rồi ha, thì tiếp tục sẽ hạ độ cao của mũi móc giống như các cái cánh mà mình đang tạo ở đây. Thì hạ độ cao của mũi móc, móc luôn vào chân móc nha. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi nửa kép vào luôn chân móc nè, cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu. Chân mà mình đánh dấu này cũng là chân cuối cùng của cái cánh này ha. Móc vào đó một mũi nửa kép. Ta hoàn tất được cái độ rộng của cánh này rồi thì tiếp tục lấn cho mình thêm 6 mũi qua cánh tiếp theo. Thì lấn cho mình 6 mũi, mình cũng đâm kim vào đường nằm bên trên của mỗi chân móc ha. Mình sẽ móc 6 mũi kép đơn vào 6 cái đường móc đó. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Tiếp tục mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Sau khi đã hoàn tất cho mình được hàng đầu tiên của cánh này rồi, mình sẽ lặp lại giống như các cái cánh tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho các cánh còn lại cho đến hết ha. Như vậy là những cái cánh của mình nó sẽ xếp lớp với nhau nè. Sau khi hoàn tất được các cánh rồi, mình sẽ viền lại cái phần cánh ha. Ở mỗi cánh thì mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên mà mình bắt đầu móc của cánh, sau đó kéo sợi len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Và cái chân đó tiếp tục móc thêm một mũi móc đơn. Sau đó ở đây các bạn để ý cho mình, ở cái hàng móc này mình sẽ có các cái thân chân móc, chân móc, thân chân móc,
chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có được những cái chân móc liên tiếp như phần trên này. Thì các bạn cứ đâm kim cho mình lần lượt vào các chân móc. Mỗi chân móc như vậy mình sẽ móc 3 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên nè, móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba vào cùng chân móc. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân còn lại ha. Mình cứ đâm kim vào chân móc, mỗi chân móc móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Móc cho đến cái đầu bên này. Khi đã viền được cái phần thân hông của cánh rồi ha, thì tiếp tục đến cái chân kế tiếp là cái chân đầu tiên của cái hàng móc trên này. Thì chân đó các bạn cũng móc cho mình 3 mũi móc đơn. Sau đó bây giờ mình sẽ tăng độ cao của mũi móc. Chân kế bên móc cho mình mũi nửa kép. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng móc ha. Mình sẽ móc các cái mũi kép đơn chừa cho mình hai chân móc cuối cùng của hàng móc này. Còn lại hai chân móc cuối cùng mình sẽ tiến hành hạ cái độ cao của mũi móc. Cái chân kế cuối mình sẽ móc một mũi nửa kép. Còn chân cuối cùng thì mình sẽ móc mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng là 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau đó tiếp tục ở phần thân hông của cánh này, các bạn sẽ làm tương tự như phần thân hông đối diện. Tức là mỗi chân mình sẽ có 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc, nó sẽ tạo cái độ bo cho phần cánh như thế này. Tức là mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào cái thân chân móc nha. Mỗi chân móc 3 mũi móc đơn. Móc cho mình cho đến chân cuối cùng. Sau khi móc đến chân cuối cùng thì còn lại cái chân cuối cùng cũng là chân mình móc mũi kép đơn cuối cùng ở hàng đầu tiên của phần cánh. Thì chân móc đó tiếp tục móc cho mình mũi móc đơn vào cái chân cuối cùng đó. Sau đó mình móc tiếp một mũi dời vào chân đó ha. Kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len ra phía sau. Và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Như vậy là ta sẽ có được cái phần cánh như thế này. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho cái các cánh còn lại. Thì mình sẽ có được những cái cánh xếp lớp với nhau như thế này. Ta hoàn tất được phần thân nón ha. Bây giờ mình sẽ móc phần tay trang trí. Phần tay thì các bạn sẽ sử dụng cho mình màu len của phần thân nón hoặc là màu len khác cũng được. Mình sẽ tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào size nón mà các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích phù hợp. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 6 mũi móc xích. 3, 4, 5 và 6. Sau khi có được 6 mũi, móc lên 2 mũi móc xích và đâm kim vào chân thứ 6 móc một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân còn lại. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn ha và đến chân móc cuối cùng. Khi móc được những cái mũi kép đơn, còn cái chân cuối cùng này mình sẽ tạo cái điểm nhọn cho phần tay ha. Móc vào đó 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ hai nè và kép đơn thứ ba. Sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục cũng chân móc đó móc tiếp vào 3 mũi kép đơn. Như vậy là ở cái chân móc cuối cùng này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi kép đơn ha, cách nhau là một mũi móc xích. Các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến hết. Sau khi móc đến cuối hàng, ta sẽ đạo được một hàng đầu tiên cho cái phần tay ha, có cái điểm nhọn như thế này. Móc tiếp lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại để tạo cái độ rộng cho phần tay. Khi quay ngược đầu móc lại, mình sẽ móc từ chân móc đầu tiên cho đến cái điểm nhọn của cái hàng móc đầu tiên đó. Mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn. Sau khi được các cái mũi kép đơn cho đến cái khoảng cách mũi móc xích ở cái điểm nhọn này nè, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một cái góc tương tự gồm 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai nè. Kép đơn thứ ba. Sau đó móc lên một mũi móc xích để tạo cái điểm nhọn ha.
Ta tiếp tục cũng khoảng trống đó móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn. Thì ta sẽ có được cái điểm nhọn cho hàng thứ hai ha. Sau đó các chân còn lại thì mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn cho đến cuối hàng móc. Móc đến cuối hàng thì mình sẽ được cái lòng tay ở bên trong với kích thước như thế này. Bây giờ mình sẽ viền một hàng viền cho cái phần tay ha. Cắt len nè. Mình sẽ đưa sợi len khác màu ra phía ngoài. Có thể chọn cho mình một trong hai điểm ha. Đâm kim vào chân đầu tiên. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Và cũng tương tự như hàng bên dưới, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Móc cho đến cái điểm nhọn ha. Sau đó ở điểm nhọn các bạn cũng làm tương tự như cái hàng bên dưới và mình sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi hoàn tất được cái hàng viền cho phần tay rồi, mình sẽ có được một cái vòng tay như thế này. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì đối với phần tay này của mình nó có hai màu cho nên các bạn sẽ tiến hành cắt len luôn ha. Mình sẽ sử dụng keo để mình đính cố định lên trên thân nón. Thì phần keo mình đính cố định lên trên thân nón sẽ giúp cho phần tay của mình nó được đứng thẳng hơn so với khi mà mình khâu ha. Thì khi mình đính cố định cái phần tay này nè, các bạn sẽ chích cho mình một ít keo vào cái hàng nằm bên ngoài trước. Sau đó mình sẽ dán và bo cong cho cái phần tay lại. Sau khi đã dán được cái hàng viền ngoài này rồi, thì ở cái phía sau á, các bạn sẽ tiếp tục chích cho mình một ít keo. Mình sẽ đẩy cái lòng tay ra phía sau nè. Sau đó tiếp tục chích cho mình thêm một ít keo để mình cố định lại được cái độ sâu của lòng tay. Ta sẽ có được một cái form tay đứng như thế này ha. Như vậy là form nón của mình nó sẽ có điểm nhấn hơn ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một cái nơ để mình trang trí. Về phần nơ thì tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Mình sẽ móc mũi kép 3 vào cái vòng tròn mình tạo đầu tiên ha. Mũi kép 3 thì các bạn sẽ lấy len cho mình 3 vòng lên trên kim. Sau đó đâm kim vào cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo. Kéo len qua, các bạn kéo cho mình cái len vừa phải thôi, sau đó mình lần lượt kéo qua hai đường trên kim cho đến hết. Lần thứ nhất nè, qua hai chân ha. Lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư sẽ kéo qua hai đường cuối cùng trên kim. Ta sẽ có được mũi kép 3 nó có cái độ dài như thế này. Các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình thêm nhiều cái mũi kép 3 nữa ha, cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần cánh nè. Kéo qua hai đường lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư là lần cuối cùng ha. Ta được mũi kép 3 thứ hai. Tiếp tục mũi kép 3 nè. Lấy len 3 lần, sau đó lần lượt kéo len qua hai đường trên kim. Ta có mũi kép 3 thứ ba. Ở đây mình sẽ tạo độ rộng cho cái phần cánh ở 5 mũi kép 3. Sau khi hoàn tất được 5 mũi rồi thì móc lên 5 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục đâm kim vào vòng tròn ta tạo đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Mình sẽ có được cái cánh đầu tiên cho phần nơ. Tiếp tục cánh thứ hai móc lên 5 mũi móc xích. Và làm tương tự cho mình giống như cánh đầu tiên ha. Mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích nè. 1 2 3 4 và 5, sau đó lần lượt móc cho mình 5 mũi kép 3 vào cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên luôn. Lấy len 3 vòng ha. Kéo len qua 4 lần. Tiếp tục làm tương tự. Sau khi hoàn tất được rồi thì móc lên 5 mũi móc xích và đâm kim vào cái vòng tròn ta tạo đầu tiên, móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len, cắt một đoạn len vừa đủ dài ha. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình cái đầu len mà mình tạo đầu tiên á, guốc lại cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại. Thì sợi len mà mình vừa cắt các bạn sẽ quấn từ trước ra sau. Còn cái sợi len mà của vòng tròn thì mình từ sau ra trước ha. Các bạn có thể quấn cho mình 1 đến 2 vòng để mình tạo cái điểm nhấn cho chính giữa của phần nơ. Sau đó mình sẽ cột guốc lại ở phía sau ha.
Cô cuốc lại ở phía sau, sau đó dùng keo nến và đính cố định phần nơ lên trên thân nón. Sau khi đã đính cố định được các cái họa tiết trang trí lên trên thân nón thì mình sẽ hoàn tất được một cái form nón hình hoa xinh xắn như thế này. Mẫu này các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Đối với cái phần vành nón nè, khi mà mình đổi nó sẽ hơi rời rạc cái phần cánh một tí. Nếu như các bạn muốn cho cái phần cánh của mình nó không có bị rời rạc, mình có thể sử dụng keo nến. Các bạn sẽ chích cho mình một ít keo vào chính giữa của cái điểm mà giao nhau giữa hai cánh, đính lại cho cái cánh của mình nó sát hơn ha. Thì khi mà mình sử dụng nó sẽ không có bị rời rạc cánh. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong một cái mẫu nón hình hoa xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha.